Chúng ta lại gặp nhau trong vlog mới của Khiêm's Lights. Cũng đã hơn 2 tuần rồi thì chúng ta mới lại gặp nhau. Và mình xin phép update một chút về cuộc sống của mình suốt 2 tuần qua. Đó là đầu tháng 6 thì mình đã trở về Vinh, là quê nhà của mình. Bởi vì là lúc đấy thì thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu giãn cách rồi. Và mình về Vinh thì mình cũng phải thực hiện cách ly tại nhà trong vòng 2 tuần. Và mình đã hoàn thành xong cái chuyện cách ly tại nhà đấy. Và sau 2 tuần mình vừa được ra ngoài đúng một hôm thì thành phố Vinh lại giãn cách. Thế là tất cả các cửa tiệm cắt tóc đều đóng cửa. Và cái tóc của mình thì quá dài rồi, thế là mình phải nhờ bố mình cắt giúp. Và bố mình là một người mà bị ám ảnh với việc cắt tóc ngắn ấy. Tức là đoạn nào mà bố thấy hơi ngứa mắt một xíu là bố xẻo luôn. Lúc nào mình không để ý là bố cắt hết. Thế là bây giờ tóc mình mới như một cái nồi úp ngược như này đấy. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. Nhìn thì nó hơi ngu nhưng mà trông nó cũng trẻ được vài tuổi nhỉ. Mình mong là tất cả các bạn ở khắp mọi miền Tổ quốc đều đang khỏe mạnh và đang thực hiện tốt 5K của chính phủ. Trong suốt 2 tuần mà mình cách ly ở nhà thì mình đã dành quá mà không có gì làm, nên là mình đã order về 8 cuốn tài liệu IELTS reading để mình xem nó như thế nào và mình review cho tất cả các bạn. Thì 8 cuốn mình đặt về đây là những cuốn mà mình thấy bán chạy nhất ở trên Tiki, trên Shopee, trên Lazada, trên Fasha các thứ. Mình đã xem xét kỹ rồi, mình đặt về 8 cuốn. Và hôm nay thì sau một thời gian đọc và nghiên cứu những ngoài cuốn sách này thì mình sẽ review cho các bạn để các bạn có thể chọn được những tài liệu thích hợp nhất cho quá trình ôn thi IELTS reading của các bạn. Chúng ta cũng bắt đầu nhé. Lúc này hơi dài nên là mình sẽ xem xét ăn. Đây là cái sách khoai tây trứng muối, mình rất là thích. Tomorrow. Chúng ta lại gặp nhau trong vlog của Khiêm's Lights. Chúng ta cùng đến với cuốn sách đầu tiên, đó chính là Basic IELTS Reading. Thì cuốn sách này theo như giới thiệu của nhà xuất bản thì nó dành cho các bạn thuộc band từ 4 đến 5+. Và theo như nhận định của mình nhá, thì mình không thích cuốn này lắm. Bởi vì dù tên của nó là Basic IELTS Reading, tức là dành cho các bạn đang ở band thấp á, thì mình expect nó là sẽ cung cấp đầy đủ những cái kiến thức nền tảng cho các bạn đang ở band này. Nhưng mà khi mà xem qua sách thì mình cảm thấy là nó làm chưa tới ấy. Ở part 1 của cuốn sách này thì nó phân loại các dạng bài IELTS Reading ra và cho chúng ta sơ lược cách trả lời những cái dạng bài này. Và nó cũng sẽ cung cấp thêm một số tips cơ bản về IELTS Reading như là preview, rồi scan and skim, rồi cách lập bảng biểu, cách tìm keywords. Nhưng mà mình thấy là thật sự nó làm chưa tới, nên là nó sẽ phù hợp với các bạn đã có kiến thức kha khá ở tầm band 6+ trở lên thì nó sẽ phù hợp hơn. Còn những bạn ở band thấp như là 4 đến 5+ thì mình nghĩ là các bạn nên tìm những cái cuốn nào mà nó đầy đủ kiến thức, nó hướng dẫn cụ thể hơn so với cuốn này. Nhưng mà cuốn này cũng có một điểm cộng, đó chính là cái phần hướng dẫn cách đoán nghĩa của từ dựa vào ngữ cảnh, rồi tiền tố hậu tố với các ví dụ cụ thể. Đây là một cái mà mình thấy rất là thiết thực, bởi vì là khi mà chúng ta đọc bài đọc thì gần như chắc chắn là lúc nào chúng ta cũng sẽ gặp từ mới hết. Và trong những cái trường hợp đấy thì chúng ta bắt buộc là phải dùng khả năng phán đoán của bản thân để có thể đoán được nghĩa của cái từ đấy. Và vì lý do bản quyền sách nên là mình không thể show những cái trang ở trong sách ra cho các bạn được. Nhưng mà đấy là nhận định của mình sau khi mà mình đã xem qua cuốn này. Ở part 2 của cuốn này thì chúng ta có 14 bài reading practice với đầy đủ các dạng bài sẽ gặp trong IELTS reading. Và trước mỗi bài reading thì sách sẽ cho chúng ta một bộ gọi là pre-reading strategies, tức là những cái chiến lược trước khi đọc bài, những cái chiến lược để tiếp cận cái bài đấy. Thì trong mục này nó sẽ đưa ra một số câu hỏi liên quan đến chủ đề bài đọc và yêu cầu chúng ta dùng kiến thức của bản thân để trả lời các câu hỏi đó rồi mới bắt đầu đọc kỹ bài. Theo mình thì nếu như cuốn này muốn người đọc chúng ta động não về cái chủ đề này trước khi đọc á, hay là muốn cung cấp thêm kiến thức cho chúng ta về chủ đề này trước khi đọc bài á, thì sách nên đưa ra những cái list từ mới liên quan tới chủ đề này trước hơn là đưa ra những cái câu hỏi để cho chúng ta tự nghĩ như thế, bởi vì mình nghĩ cách này thật sự nó không thiết thực. Nếu mà sách muốn cung cấp thông tin á, thì hãy đưa ra list những cái từ vựng liên quan tới bài đọc luôn đi, chứ đừng bắt chúng ta nghĩ những cái câu hỏi như thế nữa. Khi mà chúng ta vào phòng thi á, thì chúng ta chỉ có 20 phút trong mỗi bài đọc dài sẵn sàng thôi. Không ai có đủ thời gian để mà nghĩ về những cái chủ đề đấy trước khi lao đầu vào đọc bài hết. Nên là cái phần này mình cũng không đánh giá cao. Cuối mỗi bài đọc thì sẽ có một mục là tổng hợp những cái từ vựng hay có trong bài. Và ở part 3 của sách thì chúng ta sẽ có 2 sample test để chúng ta làm thử
và cũng sẽ có một mục là glossary, là danh sách những cái từ vựng khó, những từ vựng hay. Thì đây, đây là của sách đấy và giá của nó thì cũng đâu đó 100 ngàn. Cuốn tiếp theo đó chính là Winning at IELTS Reading, cũng dành cho các bạn đang ở trình độ 6-7.5. Thì cuốn này nó có cách tiếp cận khá là khác với hai cuốn trước. Ở đầu sách á, thì có một phần hướng dẫn các kỹ năng reading nói chung và cho các dạng bài đọc nói riêng, nhưng hơi sơ sài và không có ví dụ cụ thể như là hai quyển trước nên mình không đánh giá cao lắm. Cuốn sách này sẽ phù hợp cho những bạn nào đã có kỹ năng reading khá vững từ trước. Điểm cộng của cuốn này á, đó chính là nó có 12 units với 12 chủ đề khác nhau như là history, architecture, rồi social issues. Mỗi chủ đề sẽ có 5 bài đọc để các bạn vừa luyện reading vừa bổ sung vốn từ về những cái chủ đề đấy. Mình thấy rất là hay, bởi vì như thế thì chúng ta sẽ có thêm rất là nhiều từ vựng để cho phần speaking luôn, chứ không chỉ là mỗi reading. Ở cuối sách thì chúng ta sẽ có 3 test để chúng ta luyện tập và tất nhiên là có đáp án. Mình nghĩ đây là cuốn mà các bạn từ 6-7.5 sẽ cần, bởi vì lượng từ mới ở trong này rất là nhiều và nó chia theo chủ đề như mình đã nói, nên là cuốn này cũng được mình recommend. Tiếp theo là một cuốn sách tới từ Việt Nam, đó chính là IELTS Reading Techniques Skimming and Scanning. Cuốn sách này thì sẽ hướng dẫn chi tiết cách đọc nhanh và chính xác, lấy scan and skim làm trọng tâm. Scan and skim nó là phương pháp đọc lướt và tìm từ khó nhanh ấy. Nó là phương pháp mà mình thấy rất là phổ biến, kiểu nhắc đến IELTS Reading thì chúng ta sẽ thường nhắc đến scan and skim. Cuốn sách này được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn của Jim, là những thầy cô từng đạt 9.0 reading của IELTS và cũng đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và tiếp xúc với nhiều học sinh, nên là sẽ hiểu rất rõ cách học sinh chúng ta tiếp cận với những cái bài đọc như này. Nhận định đầu tiên của mình về cuốn sách này là những phần hướng dẫn cách đọc rồi cách phân tích hay là các thuật ngữ đều được viết và giải thích bằng tiếng Việt, nên là sẽ giúp chúng ta dễ học hơn. Mình sẽ show một số trang sách này cho các bạn xem nhé. Ở đầu cuốn sách, các bạn sẽ được giới thiệu về tổng quan IELTS Reading Academic. Sau đó chúng ta đi vào Chapter 1, nền tảng đọc hiểu. Ở Unit 1 của Chapter này, sách sẽ hướng dẫn người đọc cách phán đoán nghĩa của từ dựa vào nhiều yếu tố như là tiền tố, hậu tố, ngữ cảnh, từ trái nghĩa hay là ví dụ trong bài. Như các bạn có thể thấy, sách sẽ cung cấp một danh sách những tiền tố, hậu tố thông dụng và ý nghĩa chung của chúng. Và sách cũng đưa ra từng ví dụ cụ thể để chúng ta luyện tập phán đoán nghĩa của từ dựa vào từng trường hợp. Các sách mình giới thiệu hôm nay cũng sẽ có phần giới thiệu về tiền tố hậu tố, nhưng theo mình, đây là cuốn hướng dẫn đầy đủ và chi tiết nhất. Sách viết bằng tiếng Việt cũng sẽ giúp các bạn học dễ dàng hơn nữa. Ở Unit 2, chúng ta đến với cấu trúc câu. Ở phần này, các bạn sẽ được hướng dẫn kỹ càng về các cấu trúc câu thường gây khó khăn cho việc đọc hiểu nội dung của câu văn, đoạn văn như là mệnh đề quan hệ và mệnh đề quan hệ rút gọn, mệnh đề danh ngữ, cụm danh động từ, mệnh đề trạng ngữ. Từ đó các bạn có thể hiểu được bản chất ngữ pháp của các cấu trúc này và không còn phải lo sợ mỗi khi gặp những câu dài và phức tạp trong IELTS Reading nữa. Để với phần 3, sự liên kết thông tin. Đôi khi để có thể hiểu được một từ hoặc một câu, chúng ta phải hiểu được cả những câu và những từ xung quanh nữa. Việc nhận diện được mối liên hệ giữa các câu, các từ sẽ giúp chúng ta dễ nắm được ý nghĩa chung hay là bức tranh toàn cảnh hơn. Và ở unit này, sách giới thiệu cho chúng ta 4 mối liên hệ thông tin phổ biến nhất, đó là reference words, substitution, ellipsis và conjunction. Đến với phần 2, chúng ta được hướng dẫn cụ thể về kỹ thuật tìm keywords, skim and scan và eye movement. Ở unit 1, kỹ thuật xác định từ khóa, sách sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách xác định 3 loại từ khóa khó thay thế, dễ thay thế và từ khóa chìm. Sang đến unit 2, kỹ thuật skimming, chúng ta vẫn biết skimming là kỹ thuật nhóm từ và đọc nhanh để tóm gọn ý. Nghe thì đơn giản nhưng để skim tốt cũng cần phải luyện tập rất nhiều. Ở phần này, sách sẽ chỉ cho chúng ta cách nhóm cụm từ lại với nhau và cách skim một đoạn văn để chúng ta có thể áp dụng kỹ thuật này một cách tốt nhất. Xen lẫn giữa phần lý thuyết là rất nhiều ví dụ thực tiễn để chúng ta có thể thực hành luyện tập ngay và luôn. Đến với Unit 3, kỹ thuật scanning và eye movement. Sang đến phần này, sách hướng dẫn cho chúng ta cách scan, xác định vị trí của từ khóa. Kỹ thuật scan có thể đặc biệt hữu ích cho một số dạng bài như là true, false, not given, điền từ, nối thông tin hoặc là multiple choice. Ở phần này, sách cũng sẽ giới thiệu thêm kỹ thuật eye movement để đi kèm với scanning, đọc ngược từ cuối, phải sang trái để tìm keywords mà không bị cuốn vào việc đọc ý. Và tất nhiên, ở cuối sách là phần luyện tập tổng hợp. Qua một số ví dụ vừa rồi thì có lẽ các bạn cũng đã hiểu được phương pháp tiếp cận của cuốn sách này. Và nếu như bạn là một tín đồ của Scan and Skim thì mình nghĩ đây là một cuốn sách mà các bạn không thể thiếu. Và mình cũng nghĩ là cuốn sách này không chỉ phù hợp cho mỗi các bạn đang có AT IELTS đâu, mà nó sẽ phù hợp cho những bạn đang muốn cải thiện khả năng đọc tiếng Anh nói chung.
các bạn đang đọc rất là chậm và các bạn muốn cải thiện cái tốc độ đọc ấy thì các bạn có thể cũng nên xem xét cuốn sách này, bởi vì nó là cuốn sách hướng dẫn chúng ta cách đọc nhanh và tóm gọn ý của toàn bài. Nếu như các bạn là một người đang struggle với reading, các bạn không thể đọc nhanh được mà mất rất nhiều thời gian để đọc một đoạn văn ngắn hay là để hiểu ý của một bài văn á, thì mình nghĩ là các bạn cũng nên sắm cuốn này để có thể cải thiện khả năng đọc nhanh của bản thân. Cuốn sách này đang có rất nhiều ưu đãi giảm giá và mình sẽ để link ở phía dưới cho các bạn nhé. Cuốn tiếp theo cũng là một cuốn tới từ đội ngũ của Jim, tức là Made in Việt Nam, mà nó cũng đi cùng với cuốn sách vừa rồi. Đó chính là cuốn IELTS Reading Strategies, Identify, Spot, Extract và Answer. Thì nếu như cuốn sách trước hướng dẫn cho chúng ta những cái kỹ thuật đọc cơ bản, thì cuốn sách này sẽ dạy cho chúng ta chiến thuật để áp dụng các kỹ thuật đó vào từng dạng bài của IELTS Reading. Cuốn sách này chia các bài IELTS Reading chúng ta thường gặp ra thành 9 dạng khác nhau và hướng dẫn chúng ta cách tiếp cận những cái dạng bài đấy trước, trong và sau khi làm bài, sử dụng phương pháp IC. IC là phép tắt của Identify, Spot, Extract và Answer. Chapter 1 của cuốn sách được chia thành 9 unit, hướng dẫn cụ thể cách làm 9 dạng bài của IELTS Reading bằng phương pháp IC. Chúng ta có thể xem một ví dụ ở đây. Ở unit 1, chúng ta đến với dạng bài hoàn thành câu và trả lời câu hỏi, một dạng bài rất phổ biến trong IELTS Reading. Chúng ta có một cái paragraph nhỏ để làm ví dụ và sách sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách sử dụng IC, Identify, Spot, Extract và Answer để xử lý paragraph này. Ở 8 unit tiếp theo, sách cũng sẽ hướng dẫn xử lý 8 dạng bài còn lại của IELTS Reading. Mỗi người chúng ta có thể có những cách tiếp cận rất khác nhau đối với các bài đọc của IELTS Reading, nhưng nếu bạn đang loay hoay không biết làm thế nào để xử lý các dạng bài này, thì mình nghĩ IC là một phương pháp mà bạn nên tham khảo. Ở Chapter 2, chúng ta sẽ đến với luyện tập tổng hợp. Chúng ta sẽ có những đề bài để chúng ta làm và sau đó là phần Key Explanation, giải thích đáp án cực kỳ chi tiết và cụ thể. Mình nghĩ là nếu như các bạn đang tìm một cuốn mà có hướng dẫn đầy đủ cách tiếp cận cho từng dạng bài của IELTS Reading là nối đoạn văn, rồi điền từ, rồi trả lời câu hỏi tất, thì các bạn nên có cuốn này. Bởi vì theo mình thấy thì đây là cuốn dày nhất trong cái bộ sách ngày hôm nay và nó cũng hướng dẫn đầy đủ và chi tiết nhất. Và nó còn hướng dẫn bằng tiếng Việt nữa nên là sẽ giúp cho quá trình học của các bạn thuận lợi hơn rất nhiều. Cuốn sách này thì cũng đang có rất nhiều ưu đãi giảm giá và mình sẽ để link ở phía dưới cho các bạn nhé. Cuốn tiếp theo mà mình muốn review ngày hôm nay đó chính là IELTS Reading Strategies for the IELTS Test. Cuốn này theo như quảng cáo của nhà xuất bản thì nó dành cho các bạn đang ở mức từ 4.5 với là 6 cộng. Cuốn này được chia làm 8 unit, mỗi unit sẽ xoay quanh một dạng bài thường gặp trong IELTS Reading và đi kèm đó là rất nhiều bài đọc để chúng ta luyện tập. Mình không đánh giá cao cuốn này lắm vì mình thấy là nó hướng dẫn cách làm từng dạng bài còn hơi sơ sài. Điểm cộng duy nhất của cuốn này là có nhiều bài tập, nhưng mà bài tập bây giờ thì lên mạng lấy cũng hàng ngàn sao số rồi, việc gì mình phải mua cái cuốn sách như này nữa đúng không? Nên là cuốn này cũng tạm tạm thôi, không đánh giá cao. Cuốn tiếp theo đó chính là IELTS Advantage, IELTS Reading Skills, A Step-by-Step Guide to a High IELTS Reading Score. Cuốn này theo như giới thiệu của nhà xuất bản thì nó dành cho các bạn 6 tới 7.5 cộng. Và đây là một cuốn mà mình đánh giá rất cao. Bởi vì sao? Tuy là một cuốn học IELTS Reading nhá, nhưng mà cách tiếp cận của nó rất là nhẹ nhàng, gần gũi. Cuốn này nó mang lại cảm giác như là mình đang học những cái tài liệu FCE rồi CPE rồi SS ngày xưa ấy. Nói chung là nó rất là trẻ trung và nó không hề nặng nề như là một cuốn sách IELTS bình thường. Cuốn sách này có 10 units với 10 chủ đề từ vựng khác nhau như là energy, rồi health, communication, work and money, social issues, the world, rồi leisure time. Ở mỗi unit thì trước khi chúng ta đi vào làm bài đọc IELTS, sách sẽ chuẩn bị cho chúng ta những cái bài tập nhỏ để chúng ta học từ mới, giống như cái bài tập nhỏ chúng ta hay gặp trong sách giáo khoa ấy, hay là những cái cuốn sách học tiếng Anh ngày xưa chúng ta đi học ở trung tâm ấy. Thì mình thích cách tiếp cận này bởi vì nó không đập vào mặt chúng ta ngay một cái bài tập to tố khiến dễ khiến chúng ta hoảng loạn, mà nó chuẩn bị cho chúng ta từng bước nhỏ và giúp tinh thần của chúng ta thoải mái hơn ý. Thì cuốn sách này thì nói là có nhiều từ hay và lạ nên là mình rất là recommend cho các bạn nhé. Mình nghĩ là không chỉ 6 tới 7.5 mới học được đâu, mà các bạn bên 4, bên 5, bên 3 thì cũng có thể học cuốn này rồi. Học để bổ sung từ mới cho các bạn, mình thấy cuốn này thật sự rất là hay.
dù những cái tips này nó không được cụ thể lắm, nhưng mà cuốn sách này vẫn là một cuốn sách rất là hay và mình cực kỳ khuyên các bạn nên có. Và cuốn cuối cùng của ngày hôm nay đó chính là Succeed in IELTS Reading and Vocabulary. Thì như các bạn thấy là cuốn này đang được tiêu đề này đó chính là nó sẽ bổ sung cho chúng ta kiến thức về IELTS Reading cũng như là Vocabulary. Đây cũng là cuốn mà mình rất là thích. Thế nhà xuất bản thì cuốn này dành cho các bạn đang ở band từ 6 tới 7.5 cộng. Mở đầu sách á, là phần làm quen với các dạng bài của trong IELTS Reading. Tiếp theo đó là 10 unit với 10 chủ đề khác nhau như là Lifestyle, rồi Art, rồi Education, rồi Animal Kingdom, rồi Technological Advances, Crime, Health and Welfare. Nói chung là những cái chủ đề rất là đa dạng mà chúng ta có thể dùng trong cả IELTS Speaking nữa. Mỗi unit như vậy thì sẽ có phần mở đầu là phần Leading, cung cấp nhiều từ vựng và một số câu hỏi giúp chúng ta mở ra suy nghĩ về chủ đề của unit. Các bài đọc trong cuốn này cũng không dài và nặng như các bài đọc chúng ta thường gặp trong IELTS Reading đâu. Chủ yếu là nó giúp chúng ta làm quen với IELTS Reading thôi, nhưng mà nó vẫn đảm bảo luyện tập được cho chúng ta các kỹ năng đọc hiểu và trả lời câu hỏi. Và đặc biệt là nó có rất là nhiều từ mới hay ho. Mình thật sự rất là recommend cuốn này cho bạn nào muốn học từ mới về IELTS nói chung. Và khi mà nó có từ mới thì chúng ta không chỉ dùng được trong reading, chúng ta còn dùng được trong writing, trong speaking, trong listening nữa. Đây thật sự là một cuốn hay, hai cuốn này để các bạn muốn học từ vựng về IELTS. Điệp lại một chút thì đây là hai cuốn mà mình nghĩ các bạn rất nên có nếu như các bạn đang muốn bổ sung từ vựng về IELTS và reading nói chung. Tiếp theo là hai cuốn này dành cho các bạn muốn cải thiện kỹ năng đọc và phân tích tiếp cận các dạng bài trong IELTS reading để có thể đạt điểm số cao nhất. Xin nhắc lại là hai cuốn này đang có rất nhiều ưu đãi và mình sẽ để link ở phía dưới cho các bạn nhé. Và trong video này mình cũng xin phép được giveaway tới 3 bạn may mắn nhất, mỗi bạn một bộ sách IELTS Reading Strategies và IELTS Reading Techniques của Zin để các bạn có thể cải thiện khả năng reading của các bạn. Và thể lệ giveaway thì mình sẽ để ở bài post đầu tiên trên trang fanpage Kim Slay. Các bạn chỉ cần ghé thăm trang này và xem và làm theo thể lệ của bài post đầu tiên để có thể có cơ hội sở hữu bộ sách này nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo.